Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật Dragon GL. Và theo yêu cầu của một bạn đến từ Tây Ban Nha, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ test nhân vật GL của chúng ta khi được làm lại với cách build là full sức mạnh. Và chúng ta sẽ cùng xem ở cách build full sức mạnh này thì em nó sẽ có được lượng sát thương là bao nhiêu, và khả năng đi lên của em nó có tốt hơn so với một nhân vật GL khi đi dòng nhanh nhẹn hay không của một bản mua online season 19 đến từ IGCN, và chính xác nhất là server Real mua online mà mình đang chơi. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với bảng C của em nó. Ở bảng C của em nó thì anh em đập vào mắt của anh em đó chính là strength, sức mạnh. Sức mạnh ở đây mình đã tăng hoàn toàn tất cả các cái điểm có thể tăng vào sức mạnh, và đạt được sức mạnh của chúng ta sẽ là 4.000, gần 4.200 nhé, gần 4.200 sức mạnh. Lượng ATK Power bây giờ sẽ là 28.000 cho đến là 29.000 là cao nhất. Ở đây thì nhanh nhẹn mình chỉ tăng là 449 điểm để đủ có thể mang được cả các set đồ và set Lightning Lancer Armor, tức là cái áo giáp, thì có cái yêu cầu nhanh nhẹn cao nhất là 449 điểm. Đó là lý do vì sao mà mình tăng 449 điểm vào nhanh nhẹn nhé. Bây giờ lượng phòng thủ của chúng ta đạt được sẽ là 12.454 điểm điểm phòng thủ, và tốc độ đánh chỉ là 178 điểm trên 273 điểm sức tấn công. Tốc độ đánh mình nhỏ nhầm xí, anh em thông cảm nhé, chỉ có đạt được là 178 điểm trên 273 điểm tốc độ đánh. Và anh em có một cái lưu ý nữa là ở đây mình sẽ không tăng vào máu và chỉ tăng 200 năng lượng để chúng ta có thể học được là skill book. Mà skill book mình muốn nói ở đây chỉ là Work of Stranger. Đây là một trong những skill tăng đáng kỹ của nhân vật GL. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ đi đến với bảng Master Level 400, tức là Master 3. Ở bảng Master 3 thì anh em lưu ý cho mình một số điều sau. Mình sẽ lấy 20 điểm vào khả năng phòng thủ và lấy 12 điểm vào Self Block, cũng như là 12 điểm vào Self Protection. Đấy. Và mình chỉ tăng 13 điểm vào sức mạnh và 13 điểm nhanh nhẹn để có được cái lượng vốn gần như là cân đối nhất. Đối với cái bảng màu xanh đất biển thì chúng ta sẽ lấy 20 điểm vào attack success rate để tăng khả năng tấn công thành công khi mà chúng ta đi trên, vì đây là một trong những cách build của nhân vật GL đi theo dòng sức mạnh phục vụ cho việc anh em đi trên level được quái thôi nha anh em. Và mình sẽ tăng 20 điểm vào weapon mastery và 20 điểm vào skill book là obsidian stranger. Ở skill obsidian stranger nó sẽ book lên cho chúng ta là mình gọi là cái gì nhỉ, gọi là skill dam nha anh em, nó sẽ buff skill dam cho anh em lên rất là nhiều. Và ở đây có một lưu ý nữa cho anh em, đó chính là ở đây chúng ta sẽ có hai skill chính, skill will bridge sẽ là đi theo dòng sức mạnh và skill overstring thì sẽ đi theo dòng nhanh nhẹn. Và ở đây chúng ta đang tăng điểm của nhân vật GL đi theo dòng sức mạnh nên chúng ta sẽ phải bắt buộc tăng vào will bridge nha anh em, lưu ý. Rồi, ngoài ra thì anh em có thể tăng cho mình tiếp là ignite ray dam ở cái bảng tấn công 10 điểm để chúng ta có thể tăng đam chúng ta lên ray lên 10%, và chúng ta chỉ lấy 19 điểm của double đam và 19 điểm của chiến giáp để chúng ta có thể đạt được là 4%. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng Master Level 800 hay còn gọi là Master Boss. Đối với bảng Master Boss thì chúng ta sẽ tăng vào skill Will Bridge, skill mở rộng của Will Bridge Level 800, và trên cùng là tăng tất cả các cái điểm về skill của skill Master 800. Và chúng ta ở đây chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn là tăng theo đam độc và tăng theo đam chảy máu. Thì ở server của mình thì mình thích tăng theo đam chảy máu hơn vì lượng đam chảy máu gây ra rất là đều so với đam độc. Và khi mà tăng vào skill chảy máu thì chúng ta sẽ tăng 20 điểm và 10 điểm vào khả năng gây ra chảy máu, tăng tiếp 30 điểm và 30 điểm vào tăng đam của chảy máu ở ô thứ hai. Ở ô thứ ba mình sẽ tăng 10 điểm để lấy thêm một quái vật chính cái hiệu ứng chảy máu, tức là tăng từ 5 lên 6 quái vật nhé. Ở ô thứ tư thì mình chỉ lấy 30 điểm để tăng khả năng gây ra chảy máu thành công. Đấy. Và ở Master Level 800 mình cũng có một lưu ý cho anh em, thì chúng ta sẽ không tăng vào Win 4 tăng phòng thủ và Win 4 tăng đam. Ở đây vì mình đang chơi ở Season 19 và mình đang sở hữu Win 5 nên khi mà anh em tăng vào các cái ô Win 4 này thì chúng ta sẽ không có tác dụng anh em. Nó chỉ có tác dụng khi anh em sử dụng Win 4 mà thôi.
Đó, anh em lưu ý cho mình. Rồi, còn cả cái ô tăng star sẽ như thế nào? Bởi vì mình nói ngay từ đầu mình đang build theo hướng là full sức mạnh, tất cả các điểm và sức mạnh theo yêu cầu của một bạn đến từ nước ngoài. Thì ở cả cái ô tăng post của bonus của skill và bonus của debuff thì mình đều tăng hết tất cả các điểm và sức mạnh để chúng ta có thể đạt được là 1313 điểm sức mạnh tăng thêm nhé. Rồi, skill Master 5. Đối với skill Master 5, đó là một trong những cái skill đặc biệt của online ở season 19. Và ở đây mình cũng có một cái lưu ý nhỏ cho anh em thôi, đó chính là chúng ta phải sử dụng đúng skill. Tức là khi anh em đi theo dòng full sức mạnh thì bây giờ anh em sẽ không sử dụng skill Oversting nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng skill là Will Bridge. Đó. Và chúng ta sẽ kéo Will Bridge vào các cái ô này để chúng ta có thể sử dụng. Và cả cái thẻ bài khác thì chúng ta sẽ sử dụng tương tự như là thẻ bài của một nhân vật GL đi theo dòng nhanh nhẹn, tức là tăng đam thấp nhất, tăng đam cao nhất. Đó. Tăng phòng thủ của Win 5, tăng đam của Win 5. Đấy. Tăng Mastery Attack Power, và bên này sẽ là tăng đam thuộc tính, tăng nhanh nhẹn, tăng đam level, tăng đam diện rộng và nút đam. Đối với cả cái thẻ bài Elite, cả cái thẻ bài Elite thì chúng ta sẽ dùng là triple đam, tăng đam của skill, đam xuyên giáp, đó, tăng skill attack power, tăng double đam và tăng crit đam. Thế đây là mình đã giới thiệu sơ qua một hướng build cho anh em khi mà chơi theo dòng GL full sức mạnh đi trên ở season 19. Và bây giờ mình với anh em sẽ cùng đi tẹp đam của em đó. Rồi, mình vừa đưa nhân vật GL của chúng ta đến với bài quái tẹp một mục tiêu. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang sử dụng sói vàng để giống như là khi mà chúng ta tẹp được một nhân vật đi theo dòng nhanh nhẹn nhé anh em. Và bây giờ mình sẽ sử dụng là skill book và mình sẽ bật skill book lên cho anh em thấy. Rồi, skill 4 này. Ok cho nhé. Và bây giờ mình sẽ sử dụng skill là skill master level, skill master 5 nhé. Và mình sẽ đéo tu. Rồi. Ok. Ta sẽ cùng nhìn đam của em đó. Ôi dồi ôi, đam cái gì đây? Đam thấp quá anh em ơi. Lượng đam cũng không dày. 1.294.000. 1.293.000 là lượng đam cao nhất mà em nó có thể đạt được ngay lúc này. Quả là thấp so với một nhân vật đi theo dòng nhanh nhẹn anh em ạ. Và anh em để ý này, normal đam của em nó cũng chỉ rơi vào khoảng 5.3 triệu, tức là giống như cả cái nhân vật khác, không có sự nổi trội. Quả là thấp anh em ạ. Với một GL mà có một lượng ATK power lên đến gần 30k, nhưng mà cái lượng đam khi mà gây ra quả một mục tiêu quả là thấp so với một nhân vật GL đi theo dòng nhanh nhẹn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? À, 1.567.000. Bây giờ là 1.567.000 là cao nhất đi nhé. Hồi nãy chắc là đam chưa nhảy. Đấy, 1.567.000. Vẫn là thấp hơn so rất là nhiều so với một nhân vật đi theo dòng GL anh em ạ. À, nhanh nhẹn anh em ạ. Khi mà nhân vật chúng ta đi theo dòng nhanh nhẹn, nếu như anh em còn nhớ, mình đã có một bài test thì nó đạt được lên đến là 3.350.000 đam. Đấy, nhưng mà anh em không tin thì anh em có thể vào kênh của mình và chuyển qua một video, anh em kéo xuống anh em thấy phải có một nhân vật là GL một hit BC hoặc là GL Markdown thì anh em có thể thấy được cái sức mạnh của GL đi theo dòng nhanh nhẹn. Đối với một GL mà đi theo dòng sức mạnh như này mà 1.565.000 như này thì quá là thấp anh em, 67.000 là thấp. Khi mà em nó đạt được lên đến là gần 4.200 sức mạnh, nhưng mà lượng đam của em nó thì khá là cùi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến vào bài trên nhé. Và trước khi đi đến vào bài trên thì chúng ta sẽ đổi lại là UR. Đấy. Lơ của mình đến với map cuối của mùa là season 19, đó chính là map Iceland anh em. Ở đây mình sẽ chỉnh máu lên một chút cho em đã bơm máu rồi. Ok rồi, chơi cực kỳ khá là ổn áp đấy nhé. Mà giờ mình sẽ đưa nhân vật mình đi vào giữa bài. Rank của skill master 5 bây giờ chỉ là rank 6 thôi nhé anh em, em cũng không để nổi nào nhé, khá là ngon.
Tuy rằng không bằng được Guller nhanh nhẹn, nhưng mà đối với một nhân vật Guller đi theo dòng sức mạnh như thế này thì cũng tạm ổn thôi anh em ạ. Không thể ngon bằng Guller đi theo dòng sức mạnh nhanh nhẹn được. Guller đi theo dòng nhanh nhẹn quả ra tại là chết rồi anh em ạ. Khá là cùi anh em ạ. Họ thì không khác gì so với một nhân vật Summoner hay là cái nhân vật thấp khác giống như F. Khá là giống. Một nhân vật đa vật lý, nhưng là đam như là kiểu phép thuật. Khá là mỏng manh. Lía quả thì cũng phải là ngon, khi mà lượng vật trên 1 giây bây giờ chỉ là 0.5 0.5 thôi nhưng mà 0.55. Từ xưa đến nay thì Guller đi theo dòng sức mạnh thì luôn luôn là một cách tăng để cho Guller đi trên level. Nhưng mà bây giờ khi mà lên đến season 19 thì câu chuyện đó là con chỉ còn là dị vàng anh em ạ. Lượng đám tệ hơn rất là nhiều so với Guller đi theo dòng nhanh nhẹn. Có thể ở các server khác của anh em thì mình không biết là Guller đi theo dòng sức mạnh có khỏe hay không, nhưng mà ở server của mình thì anh em có thể thấy ngay trước mắt, thực tế là chứng minh không thể nào mà so sánh được một lần Guller đi theo dòng nhanh nhẹn. Đó, chết luôn kìa anh em, khá là yếu đuối. Rồi, trên đây là một cái bài test nhỏ nhỏ của mình. Khi mà chúng ta build một cái nhân vật Guller đi theo dòng full sức mạnh, và qua video này thì anh em hãy để lại ở phía bên dưới bình luận cảm nghĩ của anh em về nhân vật Guller khi đi build theo dòng này nhé. Và đừng quên là để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Và ngoài ra anh em có thể ủng hộ mình bằng cách donate qua thẻ tài khoản ngân hàng mình để ở bên dưới phần mô tả, cũng như là mã QR của Momo đang hiện trên màn hình. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.